là solo hả? Mình cũng chả biết chơi cái này sao nữa rồi, phèo Ủa cái này vãi. Hunger Game phiên bản gì vậy? Tôi không hiểu. Không hiểu không mẹ. Cái này Hunger Game Bye Skyward hả? What the hell is this? Bye bye Có thằng đánh tôi mày, có thằng đánh tôi mày. Tại sao mày lại đánh một thằng đẹp trai như ta được? Cái này mình dùng cái cánh hả? Rồi tôi bé. Dã nó bóc màu kìa. Gì vậy? Nhìn lên. Ok và hello xin tất cả các bạn. Chúng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Zafian Dolo. Mình là Hia cho và ngày hôm nay mình sẽ chơi Build Battle. Yeah Build Battle trên server Minecraft. Yeah, logic. Ủa không quay gì trời? Tôi đang quay nãy giờ. Ủa này là solo hả? Mình cũng chả biết chơi cái này sao nữa rồi, phèo. Ủa cái này Hunger Game phiên bản gì vậy? Tôi không hiểu. What the fuck? Chắc tôi hiểu không mẹ. Bye cái này Hunger Game Skyward hả? What the hell is this? Bye bye mẹ. Có thằng đánh tôi mày, có thằng đánh tôi mày. Tại sao mày lại đánh một thằng đẹp trai như ta được? Cái này mình dùng cái cánh hả? Gay boy. Ông còn sống không? Bạn biết không, thằng Hia nó bị gay boy á. Như những người không biết thì nó đang bị gay boy. Tôi lượn làm sao tôi chả hiểu chơi làm sao nữa. Tôi lượn một cái là bay xuống dưới. Hello okay, hello chưa đây ok. Ôi trời đất ơi, đùa hả? Tôi không biết cái dùng cái này, tôi quên cách dùng rồi. Cái gì? Cái cánh hả? Nhảy xuống cái bấm chút cách vậy. Đó tôi chết sao không? Chết đâu ba. Ôi trời, tụi mém rồi. Ok, xuống dưới nha. Ôi trời, lượn nhanh quá cu ơi. Ôi trời, sợ quá mẹ. Tụi nha phải không? Không phải nha. Tôi chết rồi mẹ. What the fuck? Ông còn vô dụng hơn cả tôi nữa. Tôi chưa chơi cái này lần nào á. Trời ơi, tôi ăn một năm nó mới xong. What the fuck? Quá ăn này tem à? No. Tôi muốn nói rằng là ông là đồng đội vô dụng nhất của tôi. Rồi ông này ông bay đâu dưới rồi? Tôi đi bay tới một nơi tốt đẹp hơn qua đó là what the fuck. Rồi nè. Lưu hào vai kết. Ok thì hai thằng nước nó đi chơi. Hai thằng nước đi chơi thì hỏi như sao? Đậu phụ má mấy thanh niên này kêu chơi mấy cái game gì đâu. Đau phụ cuộc đời. Dạ. À, sẵn tiện mấy bạn không để ý, thằng Nghi Hai đang mặc đồ Halloween mặc dù chưa tới Halloween. Tại sao thì biết xe nó đổi lại server thành Halloween mà server này cũng nó cũng đổi lại thành Halloween mà sao tôi không được đổi lại thành Halloween? Bởi chú gay. Đó là điều cơ bản. À ha. Gay boy. Gay lọ, khấm lọ. Cái skin là biết gay rồi. Chọn kiếp chưa cha, chọn kiếp chưa chọn kiếp hết trời ơi. Là làm gì phải, cần gì phải chọn. Tôi chọn kiếp kiếm này. Chọn thôi, không chọn thôi, không chọn ngu thôi gì, chết ngu gì. Ủa ngu gì. Ủa này nó có cái luật hay gì không cơ? Có. Luật như là không được team. Wow, không ngờ gì nha. Giờ tôi sợ game này quá. Cảm thấy hụt hẫng. Ai biểu thằng nào kêu chơi vậy? Ê, sát mình chơi mấy ai đi, rồi vũ vô hai thằng ăn hại luôn. Ê, mày làm gì vậy? Mày làm gì? Mày lấy đồ tao hả? Giết nó mẹ. Ô thằng này có mụn nè, ô giết nó. Giết nó, ô nó sắp chết. Mày chết nè, mày chết đó. Ôi, tụi bay đây. Chờ tôi không mẹ. Chạy vô cái vòng không mẹ. Wow, tụi mày em chết luôn. Cái này ăn một năm nó mới xong hay gì á. Hello. Ủa what the fuck, người ta đánh cái cậu. What the fuck. Ok. What the fuck. Ủa sao ở giữa không hề con cái chết không á. Có mà. Chưa. Mấy cái dòng nó là gì nhỉ? The fuck. Ủa sao. Hả? Mấy cái dòng là gì á? Cái dòng đó để nó đẩy mình lên cao quá không mày. Gay boy nữa hả?
Không ngờ server lại gây như ông. Đậu, hết hồn, từ cái cánh nó không hoạt động là anh cứt luôn á. À, có thằng kìa. Ê, tôi. Gì? Đói bụng quá không em? Có thằng, ông phải. Có thằng cho đồ ăn cái xác. Cho cá nè. À, có thằng đằng sau ông kìa. Chạy đi, chạy đi, chạy đi ông ơi, chạy đi. Mày hay giết bạn của tao nè, cái thằng này là gay. Ok, tôi giết nó rồi. Okay, à, con thằng nữa kìa, giết nó. Đâu? Mày gây bôi hả? Mày gây bỏ ai à, ơi vô tù. Còn con phải 5 tim không? Tôi cũng chạy nè. Bay đi, bay đi, kiếm chỗ nào bay không nghe. Rồi xong luôn, nhảy xuống này lên cứt rồi. Chạy đi ơi. À, nó tới kìa. Ok, mem ơi. Giờ nhảy xuống này lên cứt rồi. Ủa chú còn sống không vậy? Ủa còn sống hả? Tôi bay vào trong cứt rồi ơi, chú anh cứt rồi. Tôi bay vào dưới này rồi, đát rồi không em. Thôi chết đi, thôi chết đi, thôi chết. Yeah no. Ok. Mình thề tụi mình mà thắng một trận thôi á, chắc Legendary luôn. Sao nó cứ chọn cái Kiss Peter rồi? Stunner là gì? Nói cho tao nghe đam mê của mày là gì? Yeah, tattoo in my life đó là cuộc sống của tao. Đừng có phán xét khi mày chưa hiểu hết. Bởi vì chẳng cần mày hiểu, vì đối với tao đó là một nghệ thuật hoa học chân dung kỷ niệm về cha mẹ người đã cho tao được sống với đam mê. Nhờ chú sẽ bị copyright. Vậy yeah. Cứ hát đi không ngại ngùng. Ông cứ hát bị copyright trời. Không biết gì hết. Copyright là gì? Bản quyền. Chờ 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 bản làm rồi. YouTube mấy năm rồi còn biết có tại tôi in my life đó là cuộc sống của tao. Lụm chết lụm chết. Tôi không có một cái vũ khí. Đập nó. Cho cái kiếm này, cho cái kiếm này, cho cái kiếm này. Đập nhanh lên. Đập nó. Đập nó chết nó mẹ. Yeah. Nè cho ông cái này ăn đi, ăn xác, ăn xác, ăn xác. Ê, nó có nó ngon quá mày. Như là con chó vậy. Ô, 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 nó chưa chết kìa. Đập chết nó, đập chết. Tôi ghê vậy mày. Muốn học. tôi ghê nhưng tôi chưa chết. Ồ, ok, ok, ông ơi, ông ơi. Ông ơi. Sao không? Cái thứ súp súp á, là mình ăn vô nó cho mình resend á. Là gì? Là... Ngọt mẹ lắm nha. Tôi ghét mấy thằng cờ hó rồi, nói chuyện tiếng Anh lắm á. Ờ, mấy thằng cờ hó. Chú muốn làm bạn với tôi nè. Thằng cờ hó nói tiếng Anh, đậu phụ, mình không hiểu. Chết giò lắc luôn, giò nát bát đường ai lạc squat luôn. Ờ, ông ơi, tôi bị kẹt ở đây rồi. Oh no. Không chết chưa vậy? Rồi, rồi đó. Vừa nói dứt câu. Ông coi tôi đi, ông coi tôi đi. Trời ơi, tôi vừa thấy ông bay ngang qua phải không? Tôi vừa bay là ông không? Tôi chết rồi ông ngoại ơi. Thì coi tôi đây, coi tôi ở đâu nè. What the fuck cái gì vậy? Sao đứng được vậy? À. Tôi bay ngu học cái mình dính ở đây luôn. Biết lít chưa hả? Khỏi bắt cua được, khỏi bắt cua luôn. Rồi xong rồi. Ngu học. Mà cứ ở đây áp cà chú. Mày có làm sao đây? Nhảy chết luôn. Ê, đi ông em. Chết đại đi qua chiến mới. Ở đâu? Thôi thôi thôi. Bay lên, nhảy cái bập đập bay liền, có bên bển có cái vòng kìa. Ê. Đù. Bắt cua. Kìa có cái vòng bển kìa, có cái vòng bển kìa. Làm sao tôi bay qua đó được? Hên xui. Đập cánh bay. Nha. Bay đi con gái, bay đi con gái. À có thằng ở trên kìa. Cãi đi kìa. YOLO nha. YOLO. Khỏi. Giờ đẹp yeah. Không bao giờ nghe lời luôn. Không bao giờ nghe lời nha luôn. Yeah bitch. Chứ đứng đó cũng chết rồi. Đứng đó chết gì vậy? Đứng đó mình là người cuối cùng luôn. Chắc không? Một trong những người cuối cùng. Một trong những một người trong cuối cùng hai được người cuối cùng. Được nó giết. Tốn thời gian thêm thôi chứ có gì đâu mà. Gay boy. Gây cái lòng bền. Cái cây của ông ấy. Ok, chuẩn bị 3600 chay nữa chúng ta sẽ vô trận mới. Yeah, 2 hours later. What 2 days?
ăn bánh. Ông mê có cái bánh bút tiên ở giữa kia. Bài bà bển lấy ăn dạ. Được không? Điếu. Có cái bánh to hơn ở đây nè, khỏi đi. Ôi trời ơi, lại không có vũ khí nữa. Ôi trời ơi, thôi không rồi cậu. Ông mê, có vũ khí không? Cho tôi mượn. Trời ơi, tôi bay mút phía dưới luôn rồi. No. Chết rồi. Tại sao hả Hi ha? Không rồi. Còn có tôi đang ở trên một hòn đảo nào đó, tôi cũng không biết nữa. Tôi cầm cái gậy. Ông ở đâu? Trời, tôi biết. Hình dạng nó như cái bánh chocola nào đó, ai biết. Quay. Ở đây nhiều chết quá, tôi lấy cả đống luôn rồi nè. Quay gì cấp? Quay gì cấp BVB này. Ok, ông cứ ở đó chơi nha. Ông ở đâu? Tôi, còn tôi sẽ ở đây. Tôi sẽ ở đây, không làm gì hết. Ok, tôi thấy ông rồi. What? Ờ. Cái liền này. Tôi phải không? À, con thằng đó đảo tôi. Khỏi nước trường. Gây. Như tôi thấy ông đang bay vậy. Tôi có. Ông có giày da. À, ông có, được, ông có giày da. Thôi, tôi đi tiếp đây. À, con thằng kìa, con thằng kìa, con thằng kìa. Ôi trời. Ôi thằng này hack à, thằng này hack à, mày hack à, mày hack à, mày hack. Ôi trời, what the fuck cho tôi không đó. Ngu hộp. Tôi ghét BB 109. Cười gây em thôi. À, cố lên hãy làm cho dân tộc mình tự hào. Cây nữa. Giết nó đi ông ơi, nó lấy đồ tôi đó, giết nó đi ông ơi, thôi khỏi ông chết chắc rồi. Ôi không, quay lại. Tại sao không quay lại gây bồi. Sắp chết đến nơi rồi kìa, nó chạy luôn rồi kìa, nó bay kìa. Ôi trời ơi, xem nó bay lượn như con cây, nó chết chắc luôn đấy. Làm như tôi không biết bay vậy. Trời ơi, đủ. Ôi trời, nó bay gì đi ngay. Khỏi, nó không có chết. Để làm siêu nhân gao hả, quỷ nhỏ. Ờ, mong ai có thằng đằng sau không á. Khỏi. Fail. Bye Ly Hi Ha ơi. Chết nè. Tôi mà chết hả? Bye Ly Hi Ha ơi. Bye đi. Ngu gì? Anh đi gì? Fuck the xe mau. Bu bu. Khỏi Hi Ha, chạy đi Hi Ha ơi. Trong 3 giây nữa Hi Ha sẽ chết. 1 2 2 rưỡi, khỏi anh đi ngu luôn. Cái dầu tới giờ. Bùm. Yeah. Ma hai nút cho game. Yeah. Nói rồi, chơi Bill Battle đi không chịu luôn. Thôi khỏi Bill Battle không thắng luôn rồi. Bill Battle thì được đấy. Chơi Skyway. Nói Bill Battle. Dạ tao luôn á. Battle mới vui. Nếu như mấy bạn không biết, Hi Ha rất là giỏi Bill, nhưng chỉ có điều nó chơi Bill Battle chỉ luôn thua một người duy nhất. Đó là biết là ai không? Hi Ha cho bì đúng không? Biết mà. Không. Đó là một người rất là tùng hiểu tôi đang nói cái gì nữa. Đó chính là Tùng Sơn. Đó chính là Sashimi. Lâu lâu tôi thắng mà không? Thôi khỏi, lâu ông thắng nó cái gì. Thì tôi nó build tiền khai quay. Ảo ma cho tôi vũ khí. Tôi xuống hòn đảo phía dưới rồi. Ôi, tôi có hai cây kiếm đá luôn nè ông ơi. Ok. Ông đâu? Tôi giết thằng này cái, tôi đang giết nó. Nó chết rồi. Yeah, bye. Fly on the wings of love. Sub love. Up slow love. Sub love, see come on it. Chẳng chịu, 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 tôi có một cây cuốn, tôi có một cây cuốn. À, tôi có một cây cuốn. I have a pen. Ta bà bị chết. I have an apple. Shit. You are now a simply.
You are the shadow to my life. Did you feel earth? Không có feel earth không nha. Bay đi, bay đi, bay đi về. Có chết không, có chết. Có chết không, ở đây có chết không. Không có luôn, ui trời. Thì có không, không có luôn, ui trời. Có chết là một chuyện mà có đồ ở trong không là chuyện thứ hai không em. What the fuck. Cái gì vậy, sao lại có số ở giữa. What the fuck, cái gì vậy. À cái dòng ở giữa, cái dòng okay. Ui thanh niên mắt mù. Đỡ hơn thằng nó chết một cách bố láo luôn. À có thằng năm ba kìa. Dò dò nó đang ám sát không kìa mẹ. Có thằng năm ba kìa. Hai thằng năm ba kìa, nhiều thằng năm ba quá. Nó bay như con chìa mày. Run for your life. À con thằng nó là cái bóng. The fuck man. À con thằng của bay vô giữa kìa. Ông mày có nhiều thằng quá. Nhiều thằng năm ba quá ông ơi, tôi sợ. Tèo chim rồi. Chưa chưa để tôi thử tôi bay một vòng quanh trái đất cái. Không đâu, không đâu. Fly. Một vòng trái đất. Yeah. Giác ngồi đây, giác ngắm ai. Rồi giác bay xuống dưới cái luôn. Ê, mày là ai vậy? What the fuck, tôi đánh không? Ok, nó bay luôn. Bye bye mày. Bye bye mày. What the fuck bro. À, con thằng kia giết. À, trời ơi, nó kiếm tay mình. Ok thì màn chơi test tới cài cài gì, cài gì không? Cài qua. Yeah. Nó phải cái gì nè, cái này là cái gì? Sky qua. Yeah. Sky qua. Má không biết đọc sao luôn. Ok, cài qua. Test game này của chúng ta đã kết thúc và không bao giờ mình hẹn gặp lại nó lần sau, không bao giờ luôn, không bao giờ chơi nữa luôn. Tôi ghét PvP cộng với cái thứ này. Ok, tôi gờ luôn đây, tôi gờ luôn đây. Không. What the fuck, không cho, không cho gờ kìa. Nó bắt buộc chúng ta phải chơi. Oh no. Ok, tôi rời rồi. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video subscribe cho kênh mình, yeah. Subscribe cho kênh channel Jack và Thi Hai Chobi. Tất nhiên rồi, coi video của tôi là phải channel của tôi. Ok, và lúc 1.500 view mình sẽ up video mới. Ok, bye bye.